Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một bộ sản phẩm, đó chính là cáp lên xuống kính liền motor điện của xe Kia 1.4 tấn. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là dây cáp này, liền với cả một motor này. Đó, đây chính là một bộ sản phẩm đầy đủ của một vế. Anh em về chỉ cần bắt vào cánh cửa và đấu điện là có thể sử dụng được. Đó. Đây chính là cái giác điện của nó anh em nhé. Hai phần ra giác điện này. Motor là được thiết kế bằng bắt vào bốn chân này. Dây cáp sẽ truyền qua đây và khi motor chuyển động thì sẽ dây cáp sẽ chạy theo lộ trình mà chúng ta mong muốn. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cáp lên xuống kính liền motor của xe Kia 1.4 tấn. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.